Đây mọi người có thể thấy đây, hiện tại là đang là 12 giờ trưa rồi. 12 giờ trưa mà trời đang bắt đầu mưa rất là to luôn. Và lũ hình như là mình đang nhìn đây, đây là lũ cũng đang dâng lên. Nguy cơ là căn nhà bên kia sẽ bị ngập. Cái ngôi nhà nuôi lợn ở ngoài kia sẽ ngập. Hiện tại là mưa rất nhiều luôn. Đây anh em có thể nhìn thấy đây, dòng chảy của nước mưa này. Nước mưa chảy từ đường ra này. Đấy, thành dòng như thế, nước trong veo luôn. Đi ra hòa với suối này. Đây, rất nhiều cây trôi về này. Toàn những cái cây cối, cây xanh trong khe, trong suối thôi. Và sau một thời gian mình đi mình đi vào nhà thì quay ra thì bên kia, đầu cầu bên kia nó đã bị sạt đi mất cái phần người ta lớp lên rồi. Đây cái phần như này này, đầu bên kia nó sạt hết rồi, sạt hết gần một nửa luôn rồi. Đây và bên đây lúc sáng sớm bên đây là cái đoạn kia là còn có mấy cái bụi tre ở đấy cơ, bây giờ nó sạt hết rồi. Còn cái cầu treo thì vẫn bình thường thôi, chưa trôi được. Cầu treo nó vẫn đang ở trên cao. Mình nghĩ là mực nước nó vẫn đang ở giữ nguyên thôi. Lúc mình đi nghỉ thì lúc đấy nó rút xuống một tí. Bây giờ lại có một trận mưa rất to nữa. Trận mưa này cực kỳ kinh khủng luôn. Mình nghĩ là nó sẽ tiếp tục lũ thôi. Đây này, đây là toàn bộ nước chảy từ đường này xuống. Trong khu chợ này có cái gì đâu mà nước nó chảy nhiều như này, dồn nhiều như này. Một tí nữa là dâng lên tiếp. Hiện tại là trong bản này mình không biết nó ra sao, biết nước có ngập đến nhà nào không. Mới lại mấy bản ở dưới nữa, mình nghĩ là nước cũng sẽ ngập ngập lên một chút rồi đấy. À, trận đợt trước kia cũng có nhà nó bảo ngập lên một tí rồi, nhưng mà trận này nó to hơn nữa. Mình nghĩ là ngập. Buổi chiều mình sẽ tầm 1-2 giờ mình sẽ đi vào trong bản để xem tình hình như thế nào, để truyền tải đến tất cả mọi người, để mọi người cùng biết. Mọi người xem video nhớ chia sẻ video để cho nhiều người biết. Hiện tại hôm nay là ngày 28 tháng 8 năm 2018. Trận lũ này là trận lũ lịch sử nhất. Nói chung là mấy năm trước không có trận nào to như trận này. Riêng cái khe suối này, trên đầu nguồn nó thì cũng ấy thôi. Đầu nguồn nó cũng chả xa mấy đâu, cũng gần thôi. Đầu nguồn nó cũng gần thôi, không xa đâu. Trên đầu nguồn hiện tại thì không có một cái hồ thủy điện nào cả. Đó chỉ là suối bình thường thôi. Ở dưới thì có rất là nhiều thủy điện. Mình không biết dưới thủy điện người ta sẽ ứng phó như thế nào. Toàn là bể nước luôn. Khe suối kia cũng dâng lên này. Lúc sáng sớm nó hơi ít một tí, bây giờ nó dâng lên cao lắm rồi. Ông này vừa nãy lội qua cái chỗ suối kia, đi xem ruộng kia sao ấy. Kỹ lòi mà. Đấy, ông bảo là vừa nãy là lội qua đấy. Vừa lội qua cái suối trên kìa, cái khe trên kìa. Lội qua cái đoạn kia nhá. Lội qua cái đoạn kia xong mới đi qua cái cầu này. Chứ để mà lội qua cái này ấy, không lội đâu. Đi ra ven bờ một tí đã xác định rồi. Đây về đang rất là ghê gớm luôn này. Rất kinh khủng luôn. Hiện tại là mưa nó chưa còn có điểm tạnh đây này. Mưa vẫn đang dầm dầm. Đây, dòng chảy này vẫn ầm ầm luôn. Quá kinh khủng luôn. Nhà bên kia như là ngập rồi. Ngập cái nhà lợn ấy. Rồi anh em có thể thấy đây, cái mái nhà bên kia đang tuột xuống kìa. Cái mái nhà bên kia tuột xuống rồi. Giờ mình sẽ đi nhanh qua cái cầu thôi. Sợ lắm rồi. Đây này đang rất là gió. Đây cái mái kia đang tuột xuống rồi nhá.
cái mái xanh xanh kia cơ, ở dưới đằng sau cái nhà tôn ấy bị tụt xuống rồi. Còn chỗ này nó bị xói vào như này này. Đây này anh em thấy chưa, bây giờ nó đang tụt xuống này. Đây này, đang tụt xuống này. Quá kinh khủng luôn. Mình nghĩ là cái ngôi nhà này sẽ không còn ở đây nữa đâu. Tí nó sẽ trôi đấy. Đây là nhà trọ thôi, cho học sinh thuê đấy. Chủ nhà đây này, chỉ biết là nhìn nhà mình thôi. Cái này không ở đây được nữa nhỉ. Cái ngôi nhà này nếu mà bây giờ nó không tạnh mưa thì trông lợn là ngập rồi gì. Bỏ lợn ra chưa? Ấy, giờ mới bắt đầu xoáy vào góc chuồng lợn kia kìa. Vừa nãy mình vào hai con lợn đấy, ở cái video trước ấy, hai con lợn ở góc kia cơ. Hai con lợn ở cái chuồng kia. Bây giờ ngập hết rồi. Giờ bắt đầu đang xói vào này. Giờ đang xói vào hết này. Mình nghĩ cái ngôi nhà này cũng sẽ bị xói mòn đi này. Hiện tại cái góc đê này cũng đã đi rồi. Đây này, góc này này. Quá kinh khủng luôn, xem nước dồn về đây rất nhiều. Úi dồi ôi, nó bị sạt chỗ này này. Sập luôn, tí nữa cái này rơi đấy nhỉ. Tí nữa cái này rơi đấy nhỉ. Giờ đang dâng lên rất là nhiều rồi. Khe bên kia cũng dâng lên. Ở suối bên này cũng lên rất nhiều luôn. Hiện tại là cái này đang tụt xuống rất nhiều này. Đây này, phía trên bên này cũng đang xói rất nhiều, đang xói mòn vào này. Còn mấy cái nhà kia kìa, ở dưới đấy, mấy cái nhà kia rất là nguy hiểm luôn kìa, bắt đầu đang sạt xuống kìa, đang sạt. Này còn một tí nữa thôi, chỗ này là cái này đi này, nó dính với cái ấy rồi mà, dính với cái bê tông ở đây rồi mà, cái cột này cũng sắp rơi rồi này. Mấy chỗ kia đang bắt đầu xói, đang sạt vào nhiều lắm. Ôi, cái góc nhà trồng lợn là đi rồi kìa, góc trồng lợn đi rồi. Đang lên rất mạnh, lũ đang dâng. Chỗ này sẽ không còn là đường nữa đâu. Đến qua hôm nay là chắc chắn là nó sẽ tuột hết xuống, nó sẽ xói mòn hết vào chỗ kia, đường sẽ không còn nữa. Cái cầu treo thì hiện tại thì không có ai dám đi qua rồi, còn cái cầu to này thì thỉnh thoảng vẫn có người đi qua. Hiện tại giờ trưa người ta đi ngủ hết, ra đi nghỉ hết rồi. Đây là cái chỗ chuồng lợn mà hồi nãy mình vào ấy, hồi lúc sáng ấy mình vào này, cái chuồng lợn này ngay đây, giờ nó đang ngập lên thế này rồi. Hiện tại là cái mái chuồng lợn này đã tuột đi rồi nhá, mái chuồng lợn này tuột đi rồi. Vừa nãy là mình vặt cây ổi ở đây, giờ cây ổi không còn thấy nữa rồi. Đây này, ngôi nhà biệt thự ở đây. Không biết nó sẽ trôi lúc nào đâu. Hai bên đều là suối hết. Bên đây cũng là suối này. Nó còn ngập, bây giờ nó còn tuột đi sao ấy. Nước lúc đầu nó còn ngập đến đây cơ này. Ngập lên đây hết này. Lúc sáng chưa thấy ngập lên đây đâu. Bây giờ lại có kéo theo rất là nhiều người đến xem nữa. Xem lũ nữa. Giờ mình sẽ phải đi nhanh qua cái cầu này thôi, đi ra bên kia thôi.
Đấy, bây giờ mình sẽ kết thúc video này đây đã. Thì có gì thì mình sau này mình sẽ cập nhật tiếp tục cho mọi người cùng xem luôn. Hiện tại bây giờ cái ngôi nhà bên kia thì đang tuột xuống rồi. Thì tí nữa mình sẽ đi vào trong bản này xem có hộ nào bị ngập không. Đấy thì cái cầu thì nó đã bị sập xuống như thế rồi, cái đê bên kia. Còn bây giờ mình sẽ kết thúc video ở đây nhá. Mọi người nhớ nhấn nút like, share và đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất của mình. Hôm nay là ngày 28 tháng 8 năm 2018 luôn. Bây giờ về nhà đã. Đang rất là mưa này.